Chiều nào có khách nè, sáng hôm 4 năm rồi. Chiều nào có khách nè, chiều nào đi cặp 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 không à? Ủa là mơ bữa nay làm đó hả? Ra chưa không biết. Ra chưa không biết. Chọc dây chắc sợ mơ với ra. Chị? Chủ bà Lai ghé chơi. Bà Lê ghé nhà bà hả? Ừ. Bà Lai ra đầu mới thấy chú bà Lai. Ừ, bà Lê thì chị nói bà ghé rồi đó. Trời dữ vậy. Ý là bà nào với Vũ hả? Nam mưa miết ừ. Trưa ngủ mưa miết à, có bà coi 5 tháng rồi. Cho nên nó chết ở chim ấy. Cho nên nó chết ở lòng chim ấy. Có nhỏ cậu anh Bi á. Có qua mấy lần rồi. Ừ, thấy bữa thế quay lại đó. Mấy người đó lũ 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 lanh miết rồi nha. Chứ ở đây có được nạn ở đâu mà ở đây chị rửa mệt mấy kia rồi về quê nạn lấy tiền hay nạn vào đây mấy kia chị nạn cái đồ họ đưa ra cái nhà nạn luôn vậy đó sang cái chị nạn ví dụ như có hơi bao người cái điều họ đưa chị nạn nhiều đó cái họ đưa cho chị nạn lao nữa cái họ đưa cho chị 50 vậy đó mới đi hết mới kêu ôi chị đâu học thêm trong điểm gì đó mà. Chào cũng như thôi trong điểm với neo là cái chi đó bà cũng đợi lọc luôn hả ừ. Quê ba chị. Hai đứa nó giờ mới được ăn tối luôn á. Hai đứa nó bây giờ mới được ăn tối đó. Ừ. Dồn dài miết tới dài vậy đó. Hôm nay anh về 4 giờ mấy.
bán ăn nhiều quá nè, hôm qua thì tiếc. Uống thuốc cho liễu mà coi vậy nè. Lâu lát. Giờ hơi ngự đợi em á. Nói làm sao nói gì đó. Nhỏ đẹp trai hơn. Ừ, lớn nó nhỏ nhỏ. Bê nó cái uống luôn á. Bê đê nó cái uống luôn á. Ừ, biết. Chứ chị nhìn anh không chịu biết không? Mỗi lần vô là vô trang ngồi với bôi vẫn ngồi ngồi đây. Ừ. Đó sau gương á. Nhìn cái biết đẩy liền. Nó như dừa. Ừ, con mày tới nha. Ăn giờ nào vậy? Cơm trưa còn hả? Không tranh thủ ăn à? Mang xuân dư ăn chứ. Đó mùa mưa là vậy đó, như hồi tiên liền lấy vậy, nó mùa mưa gì mà nhân viên ngồi sắp lớp ấy. Tủ rồi lo không kìa. Có ai đi chung không? Tự chịu tiền nhà vá à. Lon bô an nó vừa ngay hàng vé. Nhìn cái tức nó ăn rủ hiền rồi đó. Hiền rồi nó biết chụp ảnh rồi đó. Hiền nó không đi mà. Đi Hà Giang giờ này dễ bị mưa lắm. Chuẩn bị đi nó mà đi lũ đi Hà Giang bô tiền ăn, còn là tiền ở và tiền vé là tự lo. Bay em đi à, tương bay em đi mà chí đi nha.